Trải qua hơn 1.000 năm phát triển với nhiều biến động, vùng đất Thăng Long Hà Nội đã để lại những dấu ấn riêng biệt không thể nào quên cho những người từng biết đến nó, sống trong nó hay từng ghé thăm. Di sản của vùng đất này được lưu trữ và tiếp biến ở nhiều mặt, trong đó kiến trúc là một trong những khía cạnh dễ thấy nhất. Có những công trình đã bị phá bỏ và được thay thế bằng công trình mới, có những công trình khác đứng vững theo thời gian, gìn giữ những nét cổ xưa và đặc trưng của một thời. Tồn tại song song với nhau, những giá trị mới và cũ tưởng chừng như hoàn toàn đối lập lại tạo nên một tổng hòa đầy hấp dẫn và đặc sắc về kiến trúc cũng như các giá trị văn hóa khác. Đó là những nhà ống dài và hẹp trong khu vực phố cổ, những đình, đền, chùa mang đậm dấu ấn làng quê xưa tại vùng ngoại thành. Đó là kiến trúc Pháp thuộc với phong cách tân cổ điển, kiến trúc địa phương Pháp, phong cách kiến trúc Đông Dương, phong cách cổ tích, tạo thành một góc di sản kiến trúc vừa mang dáng dấp của một đô thị phương Tây, vừa mang đậm chất Á Đông. Theo tiến trình thời gian, Thăng Long xưa dần xuất hiện những biệt thự và nhà phố tân thời, làm đậm đà thêm cảnh quan đô thị trong một giai đoạn lịch sử, và cuối cùng là những nhà tập thể bao cấp và các công trình, tòa nhà với kiến trúc đương đại. Tất cả làm nên một bản sắc đa dạng của Hà Nội. Đấy là những cái dấu ấn rất đặc trưng của Hà Nội, mà khi mà du khách tới với Hà Nội mà họ chỉ cần chụp dơ máy lên, chụp gửi thông tin, post lên mạng thì đều là những cái bạn bè họ đều nhận ra là đây là Hà Nội. Thì tôi thấy đấy một cái dấu ấn rất đặc trưng của Hà Nội để giúp du khách, để còn từ những cái đấy chúng ta quảng bá được hình ảnh Hà Nội đến với bạn bè trên thế giới. What I like most, as I said before, is this feeling of community. So these small streets where people meet, people stop to talk, and people are greeting each other at the door, at the entrance of their house. It's really the best place to celebrate that. Đặt những nét kiến trúc này vào tương quan so sánh với nhau, chúng ta dễ dàng thấy sự đối lập, tính đặc trưng và vẻ đẹp riêng của mỗi thể loại. Có thể nói, nếu mỗi công trình hiện đại là một dấu ấn của hội nhập, thì những đường nét xưa, những hình dáng cũ chính là thứ để níu giữ bản dạng của Thăng Long, Hà Nội.